Chào mừng các bạn đến với THOL quận 12 tại địa chỉ 535 Lê Văn Khương, phường Hiệp Thành, quận 12. Hôm nay là Duy Nguyễn tập một cái nhóm cơ rất là lạ mà mấy bạn THOL Academy cũng như là BT đang tập sự của Duy Nguyễn hỏi rằng anh ơi tập cơ gì. Thì anh Duy Nguyễn nói là bữa nay anh tập cơ súng. Cái này cơ súng sao anh dám hỗ trợ, có động họ hỗ trợ bình thường. Các bạn đừng nghĩ gì đó bậy bạ, cơ súng trong thể hình đó là cơ tay nha các bạn. Cơ tay, tay, hai cái tay các bạn nó phải như cái hai cái súng như đó, cầm AK nó mới giữ nha các bạn. Đến với từng phòng gym khác nhau thì Duy sẽ có lịch tập bắt OT khác nhau. Thì hôm nay là lịch tập bắt OT dành cho quận 12 hay là dành cho quận nào cũng tập được cả. Tức là sẽ có nhiều cái lịch tập. Bạn sẽ thấy là hôm nay Duy bố trí lịch tập nó sẽ khác so với cổ điển là tay vai, tay sau và tay trước bụng. Thì hôm nay chuyên súng, một ngày chuyên súng. Chúng ta chuyên súng để chúng ta nhồi súng cho súng chúng ta nó đẹp, cho nó căng và nhồi súng với những cái bài tập cũng khác biệt nữa. Đó, và vẫn nằm ở trong phạm vi giáo án mắc OT mà Duy Nguyễn muốn chia sẻ với các bạn. Thì lịch tập mắc OT nó sẽ khá là đa dạng nha các bạn, kéo dài chu trì 6 tháng để thay đổi hình ảnh bản thân của bạn. 6 tháng đó BT nó cũng lên cơ luôn nha các bạn. Rồi BT này, BT là TC trường nha các bạn, đi học bị cô giáo đam mà không điểm rất là nhiều các bạn. Thật sự thì trong môi trường giáo dục hiện tại nó có những vấn đề mà nó cũng khá là nhạy cảm đó, nên em này cũng cà khịa hay là theo dõi video của Duy Nguyễn cũng đi cà khịa làm khó bà cô quá, bà cho 2-0. Anh cảm thấy bữa nay khởi động tốt không bà hỏng rồi đó. Ok. Vô. Khởi động với cối. Lại. Lên. 2, 3, 1. Ok. Gồm bụng thấy bà luôn đó. Cho mấy em coi freeway mắc OT nè. Thôi. Nè, không. Lên 30 mày. Hồi xưa anh tập 2011 vô phòng gym mắc OT không ai biết gì đó. Chưa ai chỉ ba, ngồi học thấy mẹ luôn. Không mà chỉ hết. Ngồi tự học trên mạng xong rồi nghiên cứu ngẫm nghĩ các quy tắc chuyển động của loài người, loài dượng đồ. Chứ trên mạng nó chỉ tập vậy thôi, nó đâu có nói gì cụ thể đâu. Cùng lắm nói ở cái tay vậy, tới đây giữ mấy giây, tên kia giữ mấy giây thôi. 2, 3, vô. 1, 2, 3, 4, 5, cái đó, cái đó. 2, 6, 4. Ok. Cái bài này mắc OT nó quan trọng đó nha các em. Mắc OT quan trọng và cái bài này thằng BT cũng rất là quan trọng. Đó. Tại vì nãy giờ nó nhảy hiều nên BT chưa ra lỗi thôi. Cái phần BT là phải chọn tạ nè, lên tạ cho người ta đúng nè. 1, 2, 3, lên. Rồi, tao thả luôn nè, mày đi ra đi. Rồi. Xuống. 1. 2. 3. 3. 3. 4. 2. 3.
rồi lấy ra đi. Đó, khóa hộp vậy đó còn tốt. Lên. 3 4 3 4 3 4 3 chạy đó. Rồi lên luôn. Dạ. Cái tay em thấy mày ẩu quỷ cái chết giờ. Đỡ mày. Ba. Được không? Được không? Ai chứ quán? Ra quá. Mày tao bò lại đây mày. Năm lâm. Xuống luôn đi. Rồi. 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 Một. Hai. Ba. Ba. Năm. Xuống nè. Sáu. Rồi. Đấy luôn đi, đây đây. Lấy ra luôn. Rồi, 2,5 lấy ra. Rồi, phụ. Cái đó quan trọng đó. Lên tạ. Một. Rồi, một. Tụi tao tính tập nữa. Anh tính tập nữa. Ê, tao chỉ mày nè. Cái chỗ này mấy em nè, đúng không? Cái chỗ này là cái chỗ để anh tập, chứ không phải chỗ anh thả. Tức là khi mà chúng ta tập cái răng chúng ta nó muốn dài, chúng ta phải thả qua khỏi cái mí này nè. Xong ta kéo lên, thả mí này kéo lên, thả mí này kéo lên, ok. Chứ em đứng mà nó vướng cho này thả không được. Rồi, mày phạt mày lên tạ tiếp. 2,5 bánh, ô lộng 2,5 kg bên mấy em. Sống trong đời phải tỉ chung, trước sau như một. Tay trước và tay sau tập có đường tạ bằng nhau, thần thái bằng nhau và ngạo nghễ bằng cách của riêng Chúa Diêm Nguyễn. Bây giờ qua đây chỉ mấy em bài re-rocker tay sau để khép lại cái buổi tập súng ngày hôm nay. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.